HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vâng, xin chào huấn luyện viên Phạm Minh Giang, xin ông đánh giá về trận đấu của chúng ta trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Hôm nay chúng ta gặp Cộng hòa Séc, thật sự đó là một trận đấu rất là khó khăn trước đối thủ đứng thứ 15 thế giới. Thì đội Việt Nam thật sự là được đánh giá thấp hơn rất là nhiều, nhưng hôm nay với cái tinh thần thi đấu của các cầu thủ, chúng ta đã quyết tâm và hòa được Cộng hòa Séc. Đó là một cái động lực thật sự rất là lớn của các cầu thủ của chúng ta. Ông đánh giá thế nào về tinh thần thi đấu của đội tuyển chúng ta? Đấy, như các bạn cũng xem qua màn ảnh nhỏ thì các cầu thủ chúng ta đã lăn xả như thế nào. Ngay cả Vũ Đức Tùng, bóng 5 năm, mặc dù là nhỏ con hơn nhưng mà vẫn lao vào, vẫn tranh chấp. Đó là tinh thần của cầu thủ Việt Nam mình, là tuyệt vời, không thể chơi vào đâu được. Trong trận đấu ngày hôm nay thì ông đánh giá thế nào về phong độ của thủ môn Hồ Văn Ý ạ? Như các bạn cũng biết, Hồ Văn Ý là thủ môn xuất sắc vài năm gần đây. Chỉ có trận đầu tiên khi gặp Brazil thì một đối thủ quá mạnh, là trận đầu tiên của mình thì thường thường khó khăn. Nhưng Văn Ý không thể hiện được nhiều, nhưng qua hai trận sau thì Văn Ý đã thể hiện được chính mình. Văn Ý đã làm cái chốt trận rất là chắc chắn để cho các đồng đội ở trên an tâm thi đấu. Ông là huấn luyện viên nội đầu tiên đưa đội tuyển Futsal Việt Nam đến với đấu trường World Cup, và cũng là huấn luyện viên nội đầu tiên đưa đội tuyển vượt qua vòng bảng. Bây giờ ông có thể cho biết về cái cảm nhận và những điều mà ông muốn gửi gắm với người hâm mộ ở quê nhà? Cảm xúc của tôi thực sự rất là vui, rất là hạnh phúc, cũng như là toàn đội. Toàn đội đã thi đấu rất là kiên cường. Tôi nhân đây thì cũng xin gửi cái thành tích này cũng như là cái thành quả giống như năm trước tặng đến người hâm mộ, những người đã luôn theo dõi và động viên cũng như là cổ vũ cho đội tuyển trong suốt thời gian qua. Chúc cho đất nước chúng ta có niềm vui và sớm vượt qua đại dịch. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.